Xin kính chào các quý vị, xin kính chào các thầy và xin chào các bạn. Tin mới nhất, Mitch McConnell, đồng minh cấp cao của ông Trump, chúc mừng ông Biden. Một thành viên cấp cao của Đảng Cộng Hòa, của Tổng thống Mỹ Donald Trump, lãnh đạo đa số Thượng viện, đó là ông Mitch McConnell, vừa chúc mừng ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Vậy là phải mất hơn một tháng, ông Mitch McConnell giờ đây đã thừa nhận điều hiển nhiên rằng ông Joe Biden sẽ là Tổng thống Mỹ kế tiếp. Thượng nghị sĩ McConnell phát biểu sau khi cử tri đoàn chính thức xác nhận chiến thắng của ông Biden đánh bại ông Trump. Phát biểu tại Thượng viện, ông McConnell nói ông đã hy vọng một kết quả khác cho cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Nhưng cử tri đoàn đã lên tiếng. Vì vậy, hôm nay tôi muốn chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden. Cũng chúc mừng bà Kamala Harris. Ông nói thêm, tất cả người Mỹ có thể tự hào rằng quốc gia của chúng ta lần đầu tiên có một nữ phó tổng thống đắc cử. Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, bà Harris nói bà hoan nghênh bình luận của ông McConnell. Sẽ tốt hơn nếu điều đó xảy ra sớm hơn. Nhưng nó đã xảy ra, và đó là điều quan trọng nhất. Hãy tiến về phía trước, và nơi nào chúng ta có thể tìm thấy mục đích chung và điểm chung, hãy làm điều đó. Khi ông Donald Trump rời Nhà Trắng, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, ông Mitch McConnell sẽ trở thành quan chức cấp cao nhất của Đảng Cộng Hòa ở Mỹ. Vì vậy, lời chúc mừng của ông tới Tổng thống đắc cử của Đảng Dân Chủ rất có ý nghĩa. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer, thúc giục ông Trump kết thúc nhiệm kỳ của mình với chút ít lịch thiệp và tự trọng. Ông nói, vì nền dân chủ của chúng ta, vì lợi ích của quá trình chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa, ông ấy nên dừng những trò tai quái, ngưng những lời xuyên tạc và thừa nhận rằng Joe Biden sẽ là tổng thống kế tiếp của chúng ta. Những lời chúc mừng này sẽ nói hộ cho các thành viên khác của Quốc hội, những người có thể đã im lặng vì sợ chọc tức Donald Trump. Việc này có thể cho phép quá trình chuyển giao quyền lực của Tổng thống Trump được thực hiện một cách truyền thống hơn, ít nhất là ở những vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa Quốc hội và chính quyền sắp tới. Nhưng Tổng thống Trump vẫn không chịu nhượng bộ, vẫn đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử trên diện rộng. Với việc ông McConnell chấp nhận chiến thắng của Joe Biden, vở kịch cuối cùng của Tổng thống Trump thách thức việc mình bị thất cử tại Quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng.
cũng trở nên vô nghĩa hơn. Nó không chỉ bị chặn bởi Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát, mà dường như không tìm thấy bất kỳ sự ủng hộ nào ở Thượng viện. Bây giờ, việc chờ đợi phản ứng của ông Trump bắt đầu. Liệu ông Trump sẽ phản bác phát biểu của ông McConnell hay sẽ thêm ông ấy vào danh sách những kẻ thù ngày càng tăng trong chính đảng của mình, những người cần phải bị kiểm soát và lên án? Những lời nói và hành động tiếp theo của Tổng thống Trump có thể tiết lộ chiều sâu của tình trạng hỗn loạn chính trị mà Đảng Cộng Hòa phải đối mặt trong những ngày tới. Sau xác nhận hôm thứ Hai vừa rồi về chiến thắng của ông Biden, ba nhà lãnh đạo thế giới trước đây không gửi lời chúc mừng Tổng thống đắc cử đã gửi lời chúc mừng vào hôm thứ Ba vừa rồi. Ba người này là ông Vladimir Putin của Nga, ông Jair Bolsonaro của Brazil và ông André Manuel López Obrador của Mexico. Lãnh đạo Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng vào ngày 30 tháng 11 năm 2020. Chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris thắng cử và trân trọng mời Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ thăm Việt Nam vào thời gian sớm nhất. Vậy là điện chúc mừng của giới lãnh đạo Việt Nam được gửi đi khoảng một tuần sau khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình vào hôm thứ Tư 28 tháng 11 đã gửi điện chúc mừng ông Joe Biden giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Việc Việt Nam chưa chính thức chúc mừng ông Biden có thể là vì cố tránh chọc tức ông Trump, người có thể đưa ra các quyết định bất lợi với Việt Nam trong những ngày cuối cùng của ông tại nhiệm. Nhân dịp này, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người đang cư trú tại tiểu bang Texas, đã chia sẻ thêm cảm nhận về một số điều mà bà gọi là bất thường qua kỳ bầu cử ở Mỹ năm 2020. Bà ấy nói, tôi xin chút xíu ý kiến ở đây đối với ý kiến nói rằng có hơn 71 triệu người bầu cho ông Donald Trump. Thì cũng không thể phủ nhận rằng hơn 76 triệu người đã bầu cho ông Joe Biden. Và kỳ bầu cử năm nay phải nói là bất thường, bởi vì số lượng cử tri đi bầu ở Hoa Kỳ vượt quá mức tưởng tượng. Và nó cũng là thành công của những người đi vận động tranh cử. Người ủng hộ ông Trump quyết định ra ủng hộ. Người ủng hộ ông Biden muốn thay đổi nước Mỹ cũng ra ủng hộ. Nhưng có một tỷ lệ mà nhìn qua đó, chúng ta cũng có thể thấy rằng hầu hết người trẻ đã đi bầu. Đặc biệt số liệu từ các học xá đại học phản ánh rằng thực tế ở nước Mỹ sau 4 năm, sau nhiều thay đổi, sau nhiều xu hướng mà truyền thông dòng chính bị tấn công hoặc là bị dán nhãn tin giả, fake news đấy. Ở đây chúng ta phải nói thẳng thắn rằng không có chuyện các hãng truyền thông đưa tin giả.
mà có thể tùy theo quan điểm của các hãng truyền thông sẽ đưa sự thực theo hướng quý khán thính giả tiếp cận và tùy theo quan điểm của người đọc. Cho nên vì tôi là một người quan sát và tôi cũng không muốn mình nghiêng về bên nào, nhưng có những giá trị như: thứ nhất, nền Cộng hòa lập hiến, và thứ hai, hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ là hình mẫu của nhiều quốc gia, và hiện nay cả hai cái đó được thấy là đang bị tấn công. Nếu trước đây người ta tin vào truyền thông chính thống của Hoa Kỳ bao nhiêu, thì ngày hôm nay với việc bị gọi là tin giả, người ta không còn niềm tin vào những hãng tin uy tín nữa. Chẳng hạn như trước đây người ta có niềm tin rằng hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ là ưu việt, thậm chí nhiều quốc gia xem đó là hình mẫu. Cuối cùng bây giờ đã ngược lại. Có ý kiến nói rằng báo chí Việt Nam không làm chuyện đó. Nhưng tôi quan sát báo chí mỗi ngày, khi tôi đọc những bản tin nói về tố cáo gian lận bầu cử, chỗ này chỗ kia có gian lận, nhưng các tờ báo tại Việt Nam lại không làm một việc tiếp theo là cập nhật tất cả những phán quyết, ví dụ như phán quyết từ tòa án ở Michigan hay phán quyết từ tòa án ở Wisconsin, và không cập nhật điều kiện kèm theo về bầu cử ở từng tiểu bang. Bởi vậy, nó cho người ta một bức tranh không hoàn chỉnh. Và khi người ta nhìn một bức tranh không hoàn chỉnh, thì có thể thấy ở Việt Nam, người ta đang nghi ngờ về tính xác thực của hệ thống bầu cử. Đó chính mới là điều mà tôi quan tâm, vì nó tác động đến những người đang tiếp cận những giá trị tự do, dân chủ, tam quyền phân lập và cộng hòa lập hiến. Đấy, và blogger đã nói như vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem xét ba nguyên nhân đằng sau việc chậm chúc mừng của Việt Nam và của một số nước trên thế giới, trong đó là có nước Nga, Brazil và Mexico đấy, hôm nay mới chúc mừng này. Theo một cựu quan chức ngoại giao Việt Nam ở Hà Nội, đại sứ tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, hiện là giám đốc truyền thông của Viện Nghiên cứu các vấn đề phát triển, viết tắt là VIDS, đã nêu quyển bình luận của mình với hãng tin BBC như sau: theo tôi, phản ứng của Việt Nam chưa chúc mừng ông Joe Biden đắc cử có thể do ba nguyên nhân. Một là vì cẩn thận và tôn trọng chính thống. Mà thận trọng là có cái lý của nó, vì tuy cửa thắng của Donald Trump hẹp, nhưng chuyện kiện tụng có vẻ căng trở lại. Việc phe của ông Trump tuyên bố khởi kiện đến cùng, chưa biết kết quả ra sao. Sau tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo, Việt Nam càng thiên về lập trường chờ đợi. Thứ hai, đây là công việc nội bộ nước Mỹ. Ngay sau hôm bầu cử, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã cho biết ai làm Tổng thống cũng sẽ ủng hộ tiến trình phát triển quan hệ với Việt Nam, nên Việt Nam có vẻ không vội để tránh bị lỡ trớn. Và thứ ba, Việt Nam muốn giữ thông lệ quốc tế. Các nước ASEAN, Brazil và Nga cũng chưa bày tỏ thái độ cơ mà. Có thể Việt Nam đợi thủ tục và luật pháp Mỹ, chờ kết quả kiểm phiếu ở 50 tiểu bang và kết quả bỏ phiếu của các đại cử tri. Đó là chúng ta nhớ lại cái thời gian trước đây mà khi
Việt Nam chúng ta chưa có cái chúc mừng. Nhưng sau đó Việt Nam đã có cái lời chúc mừng vào ngày 30 tháng 11 đấy. Và bản tin chính thức vào ngày 1 tháng 12. Đó là nội dung của bản tin mới ngày hôm nay. Xin tạm biệt tất cả các quý vị và cảm ơn các quý vị.